Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một cô bé và một cậu bé đang đi rước đèn trung thu. Và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Với cô bé này thì mình sẽ sử dụng màu nâu để tô màu cho mái tóc của cô bé. Tiếp theo là cái màu vàng cho cái tiếp theo mình sẽ tô màu cho cái áo của cô bé này. Đầu tiên là màu mình sẽ tô màu hồng cho cái váy của cô bé nhé. Tiếp theo là mình sẽ tô màu đỏ cho cái quần của cậu bé này nhé. Tiếp theo là mình sẽ tô màu xanh ngọc cho cái áo của như này. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh dương cho cái áo của cậu bé này. Và tiếp theo mình sẽ tô màu cho cái hai cái lồng đèn này bằng màu đỏ nhé. Mình sẽ sử dụng màu đỏ tươi này để tô màu cho hai cái lồng đèn này. Tiếp theo là màu đỏ cho cái đấy. Tiếp theo mình sẽ tô màu vàng cho cái phần đấy của lồng đèn của cô gái nhé.
Tiếp theo là đôi môi, à, cái nơ của bé này mình tô màu đỏ nhé. Và video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.